Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cài cái phần báo động cho khóa cũng như là cài khóa tự động. Thì để mà cài đặt các cái phần này á, thì mọi người sẽ phải tháo ốc ở chỗ này ra. Xong sau đó mọi người mở cái phần nắp pin ra. Ở đây sẽ có hai nút, số 1 và số 2. Thì khi mà mọi người muốn bật lên á, thì mọi người sẽ gạt cái nút về phía chữ on. Còn khi mình muốn tắt đi thì gạt cái nút về phía số. Thì ở số 1 đây, nếu mọi người gạt lên như thế này, tức có nghĩa là khi khóa gần hết pin, khóa sẽ phát ra một cái âm tín hiệu báo hiệu cho mọi người biết. Lưu ý là khi đó khóa gần hết pin để mọi người thay pin. Còn ở cái mục số 2 là mọi người bật lên để trong trường hợp mỗi lần mà mọi người đóng cửa lại thì khóa sẽ tự bung cái chốt này ra. Hiện tại mình chưa có bật lên nè, mình sẽ làm theo tác thử cho mọi người xem nha. Đây, cửa mở như thế này. Thì khi mà mọi người đóng cái cửa vào lại, đây mọi người sẽ thấy là khóa không có tự bung chốt nè. Chỉ trừ khi nào mà mọi người thực hiện cái thao tác vặn chốt. Đây, mọi người vặn chốt cho chốt nó bung ra. Mọi người khi mà mọi người cứ tự động đóng cái cửa vô chốt tự bung ra á, thì mọi người sẽ phải bật cái nút số 2 này lên. Và khi mà mọi người bật cái nút số 2 lên như thế này, thì khi mọi người đóng cái cửa vào, đây mọi người sẽ thấy chốt sẽ tự động bung ra nè. Mọi người sẽ thấy là khi mà mình bật cái nút máy lên thì chốt sẽ tự động bung ra. Thì cái này là tùy theo nhu cầu sử dụng của mọi người, mọi người có thể bật lên hoặc là tắt đi. Còn cái nút phía bên này là dùng để mình kết nối với lại remote hoặc là điều khiển qua app nha. Vị trí của cái cần gạt này là dùng để kết nối sóng Bluetooth, sóng Wi-Fi, cho nên là mọi người không cần phải tác động lên, mọi người cứ để yên, mặc định nó như vậy và đừng có hạn chế không tác động lên, không bạn hay là tùy ý tháo ra nha. Ngoài ra trên khóa cũng sẽ có một vị trí để kích nguồn. Đây, mọi người sẽ thấy ở đây sẽ có một cái vị trí để mọi người kích nguồn trong trường hợp mà mình đóng cửa lại mà khóa hết pin, chưa kịp mua pin hoặc là chưa kịp thay pin mới vào, thì mọi người có thể ghim cái sạc cái dây điện vào trong chỗ này để mà khóa lên nguồn tạm thời, mọi người đóng mở